chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Tin nóng hàng ngày. Tiết lộ bí mật 8 điều thú vị về cầu thủ Phan Văn Đức ít ai biết đến. Bên cạnh hình ảnh thi đấu máu lửa trên sân cỏ, Phan Văn Đức ngoài đời là chàng trai 22 tuổi hiền lành, tính cách có phần trẻ con. Với nhiều người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ, Phan Văn Đức, chàng tiền vệ ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018, đáng ngưỡng mộ không chỉ nhờ đá bóng giỏi mà còn có nhiều điểm thú vị trong tính cách và đời sống. Thứ nhất, chàng trai cung Bạch Dương. Phan Văn Đức sinh ngày 11 tháng 4 năm 1996 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Dựa theo ngày sinh, chàng cầu thủ này thuộc cung hoàng đạo Bình Dương, vốn được cho là cung của những người đàn ông nam tính nhất. Ngoài gương mặt được fan nhận xét là bốn ra sữa, Văn Đức khá là manly khi có thân hình sáu múi, làn da nâu khỏe khoắn, chiều cao 1m73. 2. Đứa con hiếu thảo. Văn Đức là con út trong gia đình 4 thành viên. Vì cuộc sống mưu sinh, cha Đức vào Nam lập nghiệp lúc con trai mới 4 tuổi. Mẹ như huấn luyện viên trên trường đời của Văn Đức, đồng thời là bạn đồng hành sát cánh trong sự nghiệp cầu thủ. Mỗi lần về thăm nhà, Phan Văn Đức luôn ôm mẹ đầu tiên. Chàng tiền vệ 22 tuổi từng khiến nhiều người xúc động với tấm lòng hiếu thảo khi gửi toàn bộ tiền thưởng giải U23 châu Á cho mẹ để trang trải cuộc sống. 3. Gọi là Đức Cọt vì hồi nhỏ gầy như que tăm. Một đồng đội ở Sông Lam, Nghệ An chia sẻ Phan Văn Đức khi nhỏ rất còi cọc. Biệt danh Đức Cọt cũng ra đời vì thân hình gầy như que tăm của chàng tiền vệ này. Tuy nhỏ con, Đức Cọt rất dẻo dai với những cú ra chân quyết đoán. Theo lời mẹ Văn Đức, ngày còn bé, nam cầu thủ khá ít nói, lì lợm và thường bị ăn roi nhiều lần vì nghịch phá. Đức Cọt sống tình cảm, giữ mối quan hệ tốt với bạn bè. Cũng do lời hứa với những người bạn từng trưởng thành ở quê nhà Nghệ An, Văn Đức có lần trốn nhà đi đá bóng phong trào. 4. Thích bạn gái chung thủy đảm đang giống mẹ mình. Với Văn Đức, mẹ như thần tượng, bởi vậy tiền vệ 22 tuổi đề ra mẫu bạn gái trong tương lai phải đảm đang giống mẹ mình. Văn Đức từng chia sẻ bản thân thích những cô gái hiền, chung thủy đảm đang trong việc nội trợ giống mẹ mình. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Đức cũng tiết lộ anh thích con gái để mặt mộc hơn là trang điểm. Hiện chàng tiền vệ để tình trạng mối quan hệ trên cá nhân là độc thân. Mẹ Văn Đức cũng tiết lộ chưa từng thấy con trai giới thiệu cô gái nào với gia đình của mình. Thứ năm, Instagram chỉ follow một cô gái. Phan Văn Đức mở trang Instagram cá nhân, từ ngày 30 tháng 10 đến nay, anh có hơn 30.000 lượt theo dõi. Song chàng cầu thủ chỉ nhấn follow 15 người, trong đó có các ngôi sao Cristiano Ronaldo, David Beckham, một số đồng đội như Văn Hậu, Xuân Mạnh, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng. Cô gái duy nhất được Văn Đức theo dõi trang cá nhân là Nguyễn Ngọc Nữ, top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017. Người đẹp 24 tuổi quê Nghệ An từng dính tin đồn yêu Phan Văn Đức khi họ có cuộc nói chuyện vui vẻ trong buổi livestream của Hot Girl 9X. Ngọc Nữ cũng thường xuyên tới sân vận động cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu. Tuy Phan Văn Đức và Ngọc Nữ đều khẳng định mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè, nhiều fan vẫn hy vọng cặp trai tài gái sắc sẽ đến với nhau. 6. Dành cả thanh xuân để vuốt tóc. Nếu để ý, người theo dõi có thể nhận ra Phan Văn Đức có thói quen vuốt tóc mái cả trên sân cỏ hay ngoài đời. Chàng cầu thủ từng thừa nhận bản thân thích để tóc mái và không vuốt keo để có thể đưa tay lên vuốt tóc. 7. Dùng camera sống ảo như ai. Như fan nữ đổ Phan Văn Đức, như hình ảnh thi đấu máu lửa trên sân, cũng không ít người thích chàng tiền vệ chỉ vì giọng nói hiền lành, vẻ mặt ngơ ngác, được cười ngượng ngùng hay lời nhắn nhủ dễ thương dành cho fan của anh chàng ngoài đời. Dù sở hữu góc nghiêng khá là thần thánh, tuy nhiên Phan Văn Đức thường xuyên chọn selfie chính diện. 1.001 kiểu như một, chàng tiền vệ 22 tuổi cũng biết sử dụng khá nhiều phần mềm sống ảo trên điện thoại để có thể lên hình được đẹp hơn. 8. Sống đơn giản thoải mái sẽ thành công. Đó là phương châm sống Phan Văn Đức viết lên trang cá nhân. Có lẽ với chàng trai sinh năm 1996, được cống hiến hết mình cho nền bóng đá nước nhà là điều quan trọng nhất vào lúc này. Còn ngoài đời, qua những khoảnh khắc đời thường chia sẻ lên mạng xã hội, anh vẫn thể hiện sự vui vẻ, có phần trẻ con và lầy lội, đúng như lứa tuổi đôi mươi của mình. Cổ động viên chịu chơi thưởng nóng riêng cho Phan Văn Đức 100 triệu đồng. Thưa quý vị, ấn tượng với màn trình diễn của Phan Văn Đức ở hai trận bán kết AFF Cup năm 2018, một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng nóng cho cá nhân cầu thủ này 100 triệu đồng.
Sáng ngày 7 tháng 12, trao đổi với báo chí, ông Hồ Văn Chim, giám đốc điều hành câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An xác nhận điều này và cho biết doanh nghiệp thưởng tiền cho Phan Văn Đức là tổng công ty CB, vật tư nông nghiệp Nghệ An. Ông Chim cho biết, ông Trương Văn Hiền, tổng giám đốc công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An rất ấn tượng với màn trình diễn của Văn Đức và thông qua lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An muốn gửi món quà 100 triệu đồng đến cầu thủ này. Ông hy vọng rằng món quà sẽ là nguồn động viên giúp cho Đức tỏa sáng hơn nữa tại trận chung kết. Về phía ông Trương Văn Hiên, tổng giám đốc tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An, khi trao đổi với báo chí, ông cho hay: "Tôi thấy cháu thi đấu rất ấn tượng, nhiệt huyết, kể cả trong màu áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng như là đội tuyển quốc gia, cháu đều thi đấu hết sức mình. Trận thi đấu bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, cháu đã có pha bứt tốc và chuyền bóng chính xác để Quang Hải ghi bàn. Bàn thắng đó chính là bước ngoặt của trận đấu. Hơn nữa tôi tìm hiểu gia đình cháu rất nghèo nên tôi động viên tinh thần cháu thôi. Như đã đề cập ở hai trận bán kết lượt đi và về của AFF Cup năm 2018, Văn Đức là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam với một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn. Đức đang trở thành niềm tự hào rất lớn của người hâm mộ xứ Nghệ. Ở trận bán kết lượt về AFF Cup năm 2018, Văn Đức có pha đi bóng đầy tốc độ bên phía cánh trái vào phút 83, rồi tung ra đường chuyền cho Quang Hải đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đội tuyển Việt Nam, giúp cho các cầu thủ giải tỏa tâm lý không thắng một trận bán kết nào trên sân Mỹ Đình. Tính tới thời điểm hiện tại, Phan Văn Đức đã góp công trực tiếp vào 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Sushi Cup năm 2018, bao gồm 2 lần sút tung lưới đối phương và 2 pha kiến tạo, đó là còn chưa kể một đường chuyền mở ra cơ hội dẫn tới bàn thắng của đội nhà. Giật mình trước thu nhập của Công Phượng tại Hoàng Anh Gia Lai. Thưa quý vị, là một ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Việt Nam nhưng Công Phượng không nhận được một mức lương quá cao như mọi người tưởng tượng. Nguyễn Công Phượng có lẽ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Nổi lên từ lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai, năm 2014, tiền đạo quê Nghệ An nối gót những người đàn anh như là Văn Quyến, Công Vinh khi thừa hưởng kỹ năng đi bóng khéo léo cùng khả năng dứt điểm xuất sắc. Là đầu tàu của hậu viện danh tiếng Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, JMG và thi đấu với tư cách đội trưởng, không bất ngờ khi Công Phượng luôn là tâm điểm của truyền thông. Kể từ sau ngày Văn Quyến vướng phòng lao lý và không thể có những bước trở lại chuyên nghiệp đủ ấn tượng, Công Vinh kế vị với tư cách tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam, nhưng cầu thủ này vẫn luôn chịu cái bóng của người đàn anh. Ngoài việc bị đánh giá không quá cao và ăn hên, Công Vinh còn để lại một số điều tiếng không tốt khi thi đấu. Mặc dù có thể nói anh không thể thoát khỏi vòng xoáy của V-League khi cả xã hội đều vậy. Và rồi ngày lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG ra mắt lứa đầu tiên với đầu tàu Công Phượng, tiền đạo trẻ nhanh chóng chiếm sóng cả Việt Nam bằng kỹ năng cá nhân điêu luyện cùng khả năng ngoại ngữ tốt, lối sống chuẩn mực, cộng hưởng với danh tiếng của Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng sớm trở thành siêu sao ở tuổi 20. Những tưởng với tầm ảnh hưởng lớn đến người hâm mộ cả nước, Công Phượng sẽ có một mức lương và thu nhập tốt để có thể trang trải cuộc sống và giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất thì mọi chuyện không thực sự quá tốt đẹp. Cụ thể, một người thân trong gia đình Công Phượng tiết lộ trên báo chí: "Theo tôi được biết, lương của Công Phượng hiện tại là 15 triệu đồng trên một tháng, chưa kể mỗi trận thắng được thưởng nữa. Ngoài ra, các hợp đồng quảng cáo của Công Phượng lúc này đều thông qua đội bóng chủ quản Hoàng Anh Gia Lai. Thu nhập ít, nhưng Công Phượng vẫn cố gắng hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ lưỡng gia, cố gắng tiết kiệm các khoản thu nhập khác để lo cho tương lai." Mức lương 15 triệu trên một tháng của Công Phượng thực sự khiến người viết phải ngỡ ngàng. Còn nhớ thủ môn Minh Nhật của câu lạc bộ Long An, người bị cấm thi đấu 2 năm vì hành vi phản cảm vòng 11, một cầu thủ không mấy tiếng tăm và đã có tuổi hưởng lương 20 triệu đồng trên một tháng tại đội bóng miền Nam. Cũng theo tìm hiểu thì mức lương 20 triệu trên một tháng là mức chuẩn cho một cầu thủ đủ chuyên môn thi đấu tại V-League ở thời điểm này. Điều đó có nghĩa là với những cầu thủ được xác định là ngôi sao của đội như là Công Phượng, đáng ra anh phải được nhiều hơn. Cách đây gần 10 năm tại Hà Nội, Công Vinh từng hưởng lương trên dưới 40 triệu đồng trên một tháng khi chuyển sang câu lạc bộ Hà Nội của Bầu Kiên thi đấu và hơn 72 triệu đồng trên một tháng tại Bình Dương năm 2014. Những cầu thủ trụ cột của các đội bóng khác như là Thành Lương ở câu lạc bộ Hà Nội, Quốc Lương, câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, Anh Đức, B Bình Dương chắc chắn hưởng nhiều hơn con số 15 triệu của Công Phượng. Trong khi đó, các khoản thưởng sau mỗi trận thắng thua, rõ ràng Hoàng Anh Gia Lai thời điểm này đang thấp hơn các đội bóng khác.
FLC Thanh Hóa treo giải 400 triệu cho mỗi trận thắng, 600 triệu cho một trận thắng trên sân khách, hòa cũng được 300 triệu. Còn tân binh câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng là 300 triệu cho một trận thắng sân nhà, 500 triệu cho một trận thắng sân khách cùng nhiều lần vượt khung khác. Hoàng Gia Lai được cho là sức tiết kiệm tiền thưởng có khi không bằng một nửa của FLC Thanh Hóa, nên Phượng cũng không thể cá kiếm quá nhiều từ khoản này khi mà thành tích chung của cả đội cũng không quá tốt. Chỉ có các khoản quảng cáo là công Phượng và các đồng đội đang nhỉnh hơn so với những người đồng nghiệp. Tuy nhiên điều này rất mơ hồ bởi Phượng hoàn toàn phụ thuộc vào Hoàng Anh Gia Lai và ít khi có những quảng cáo cá nhân. Bản hợp đồng thương mại giá trị nhất của Phượng có lẽ là lần hợp tác với Z.com từ năm ngoái, nhưng cũng không thể nắm rõ Phượng đút túi bao nhiêu từ những lần hiếm hoi làm quảng cáo này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.